Sau ngày giải phóng miền Nam, bao người chiến sĩ đi cứu nước đã trở về, nhưng cũng còn rất nhiều người không trở về. Khi đất nước bị quân thù xâm lược, khát vọng lớn nhất của người lính là đánh giặc. Trên đất Quảng Trị, lớp lớp các thế hệ anh hùng đã chiến đấu và chiến thắng. Sự hy sinh của các chiến sĩ, của nhân dân trên mảnh đất này là rất lớn. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã chắt chiu xây dựng hàng chục nghĩa trang, tượng đài, nhà bia để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Nhân dân cả nước thường xuyên tới đây bằng nén tâm nhang cùng tấm lòng thành kính. Họ đến để tri ân, báo đáp và tưởng niệm những người đã có công vì dân, vì nước. Vào thăm bảo tàng Quảng Trị, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhớ lại những ngày chiến đấu của Trung đoàn 27 mặt trận B5. Ngày ấy, trên đất Quảng Trị, rất nhiều đơn vị cùng quân dân địa phương tham gia đánh địch và lập công xuất sắc. Trong bộ phim này, chúng tôi chỉ đề cập tới một số trận đánh của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, bao vây và đánh địch ở vòng ngoài thành cổ Quảng Trị. 40 năm sau, trong chuyến vào Quảng Trị công tác, ông đã ghé thăm mảnh đất cồn tiên năm xưa. Ngày ấy, nơi đây bom đạn địch cày nát. Vậy mà đơn vị ông vẫn bám sát mục tiêu. Ngày ấy, ông là cán bộ trung đội trưởng trung đội 3. Trung đội thực hiện vây ép cồn tiên, một căn cứ cực kỳ quan trọng của địch ở khu vực phía bắc Quảng Trị. Địch thả xuống đây một tiểu đoàn lính Mỹ và một đại đội pháo 105. Nhiệm vụ các chiến sĩ trung đội 3 là tiếp cận, đánh địch, gây tiếng nổ, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Một bộ phận ở vòng ngoài hỗ trợ cho lực lượng bắn tỉa tiêu diệt lính Mỹ. Chung quanh căn cứ, địch trăng rào thép gai và gài nhiều loại mìn giữa các lớp rào. Bên ngoài là một vành đai trắng. Trung đội trưởng trung đội 3 cùng các chiến sĩ vừa bò vừa gỡ mìn để chui qua các lớp rào. Cũng chín hàng rào, tức là hàng rào đủ các loại và toàn bộ xung quanh ở cái cồn tiên này là coi như không còn một ngọn cỏ cành cây, tức là phạt bằng hết, đốt cháy hết và dân cư ở đây là coi như nó dồn vào ấp chiến lược hết. Nên là khi mà bắt đầu ngày quân giải phóng cái hướng bắc mà cũng không đi vào hướng tây mà quyết định hôm tôi nhận là 30 tháng 4 năm 68. Đó là thời điểm cam go quyết liệt, địch liên tục canh phòng. Nhưng chúng đâu có biết, lực lượng quân giải phóng lại nằm ngay trong căn cứ của chúng. Trở lại cồn tiên lấy tư liệu bổ sung cho bộ sách hồi ức một thời Quảng Trị, ông không thể tưởng tượng ngày ấy đơn vị ông vẫn trụ được. Anh em bắn tỉa cứ nhằm lính Mỹ nhô đầu lên là bắn. Chúng không biết đạn từ đâu bắn đến nên rất hoang mang lo sợ. Chúng tôi đã chui được vào trong cái hàng rào số 5 mà nằm ở dưới các cái dù trắng mà quả pháo địch nó thả xuống, nó chùm lên cái hàng rào dây thép gai đó. Thì chúng tôi mới đào các cái hầm và trong đêm là gùi, lấy cái đất đó gùi, bỏ vào bao lô, xong rồi là đưa tải ra cái các chỗ bom, họ vừa bỏ bom vừa pháo đạn. Sau chúng tôi lại phải quay về, chúng tôi ngụy trang để trở lại bình thường. Ban ngày chúng tôi vẫn ẩn trong đó, như thế chúng tôi đã nằm trong cái lòng địch mà địch không biết trong vòng 52 ngày đêm. Để từ đó là chúng tôi bắt đầu dùng các cái ban đêm chúng tôi tỏa đi các hướng. Chúng tôi dùng B-41, B-40, dùng mìn định hướng, chúng tôi đánh vào nút cốt, đánh vào các cái ổ phục kích, các cái thổ của địch bên trong. Và chúng tôi còn bảo vệ và cho cả một cái đội bắn tỉa. Tức là trong suốt 52 ngày đêm đó thì có cái đội bắn tỉa, họ bắn từ cách một cây số để bắn những cái quân lính Mỹ mà cơ động ở trên các duyên hảo. Cuốn sách Hồi ức một thời Quảng Trị của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu do Đại tá Lê Hải Triều thể hiện đã nêu khá đầy đủ chiến công và sự gian khổ hy sinh của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 27 mặt trận B5. Riêng trận vây lấn Cồn Tiên, các chiến sĩ 52 ngày đêm nằm hầm đánh địch, quả là điều kỳ diệu.
Có lẽ chỉ có trong cuộc chiến tranh Việt Nam mới có cách đánh sáng tạo độc đáo như vậy. Ăn uống chỉ có nước lã, gạo rang và lương khô, không tắm rửa, không giặt rũ. Đêm rút ra lại đánh một trận từ phía sau quân địch, bắn cháy 3 xe M113 và tiêu diệt gọn một trung đội lính Mỹ. Trung tướng Phạm Minh Tâm từng làm trung đoàn trưởng trung đoàn 27 những năm từ 1970 đến 1972, là người chỉ huy có bản lĩnh, giàu kinh nghiệm ở chiến trường. Ông bảo, sở dĩ các ông thắng địch bởi anh em chiến đấu rất dũng cảm và có nhiều sáng tạo trong cách đánh. Trong ký ức của người chỉ huy năm xưa, các trận đánh tiêu biểu và những tấm gương điển hình, ông vẫn còn nhớ mãi. Thì đồng chí hiểu, tôi có một cái ấn tượng rất sâu sắc. Năng động, sáng tạo, dũng cảm, quyết đoán. Có đêm đi hai ba chỗ như vậy. Thì đây là một cái sáng tạo, quyết đoán của cái đồng chí đây. Hiểu, lúc bây giờ là đại đội trưởng. Tiểu đoàn 3 là cái tiểu đoàn mà từ vào cái cụm Sa Mưu á, đại đội trưởng. Mà luồn qua đó không phải dễ. Luồn qua đó là Mỹ nó giăng ra nó bảo vệ. Mình luồn cả tiểu đoàn vào đằng đó. Từ trên Tà Cân về, chở thương binh. Từ dưới này chở đạn dược lên, gặp nhau, đánh. Cái đó nó rất bất ngờ. Trở lại vùng Sáp Đá Mài, nơi đây từng diễn ra cuộc chiến đấu đã góp phần đánh bại chiến thuật Châu Rừng của tướng Abraham tháng 4 năm 1970. Dấu vết chiến trường xưa giờ đây đã thay đổi. Nhưng trong ký ức mọi người, đây là một trận đánh táo bạo, quyết liệt. Trận đánh khơi dậy khí thế sau những ngày tư tưởng anh em bị trùng xuống do sự tổn thất của đơn vị trước đó. Chiếm giữ khu vực Sáp Đá Mài là đơn vị bộ binh cơ giới Mỹ, được trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Với chiến thuật Châu Rừng, bọn chúng hy vọng sẽ đè bẹp lực lượng quân giải phóng. Phát hiện được mục tiêu, cán bộ đại đội 2 phân công nhau đi nắm tình hình và nhanh chóng triển khai phương án chiến đấu. Lúc đó là anh Hiểu và anh Lê Văn Di là đại trưởng và chính ủy viên đi một mũi cùng với một đồng chí trung đội trưởng và đồng chí phân đội chính xác. Còn anh Hiểu anh giao tôi đi một mũi. Cách tiếp cận của chúng tôi là bám thật sát xe tăng Mỹ và chỉ cho từng mục tiêu, chỉ cho từng đồng chí một, từng cái xe tăng một. Cả đồng chí vào bám sát, ém sát đội hình. Xong rồi khi nào mà anh Hiểu phát cái khẩu bên mới đầu tiên thì đó là mệnh lệnh tiến công. Trận ấy, chiến sĩ Phùng Văn Khoét, quê ở Phú Thọ, đã lập công xuất sắc, bắn cháy 3 xe tăng địch. Ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên huyện đội trưởng huyện đội Cam Lộ, ân nghĩa thời chiến tranh và nghĩa cử những năm hòa bình, các ông thường xuyên đến bên nhau. Ông Kỳ, một cán bộ quả cảm, đầy trách nhiệm, bộ đội Cam Lộ phối hợp với trung đoàn 27 dưới sự chỉ đạo của ông đã đánh bại và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Những năm hòa bình, gia đình ông Kỳ đã tự bỏ tiền dựng bia và xây nhà tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại khu vực núi Hồ Khê, xã Cam Tuyền. Nhớ lại những ngày chiến đấu, ông cho biết. Như cái trận định ở đây đấy, cái trận đấy như vậy là một cái trận mà định hết sức quyết liệt. Từ 8 giờ sáng cho đến là 4 giờ chiều. Anh em như vậy một chốt của cái tiểu đoàn Kinh Hiệu đánh với một tiểu đoàn Mỹ. Từ 8 giờ đến 4 giờ chiều. Thế nên mình diệt như vậy được 80 tên Mỹ, bị thương trên 20 thằng, mà sau bắn trả một chiếc M148. Thì sau đó như vậy là nó dồn lực lượng vào. Thì như vậy anh em chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và hoặc là cái tinh thần quả cảm, dũng cảm đối với anh em, tôi thấy rằng là không có gì mà mình diễn tả nổi. Dựa vào các bụi tre gai, đạn pháo bắn cụt ngọn, các chiến sĩ đại đội 2 đã đào những căn hầm luồn sâu dưới gốc tre để ém quân, vừa bảo đảm an toàn, vừa có điều kiện tiếp cận sát mục tiêu của địch. Nó đây này, giống như ở cái quả đồi này, xoay xoải này. Đấy, cái chính cái đồi sắp đá mài đấy. Thì bắt đầu phát hiện, nó với mưa, nên là chui ở nhà bạn. Thì tôi vào cách đây thì khoảng 15 mét rồi. Phát lệnh đầu tiên ý, nổ súng ý, là tiêu diệt ngay cái